bố mẹ đó. Ao hai ao, ao ngoài, ao bên kia với ao ngoài giờ là em nuôi ốc bố mẹ. Còn đây là em mới cải tạo hồi tháng 9 rồi thôi. Lúc trước là còn làm lúa, mới cải tạo tháng 9. Em thả 10kg rồi đó, nhưng mà không thấy nó đâu chứ. Đây là quá rộng rồi, tới 29 này em thả tiếp. 10kg là khoảng 40.000. Qua luôn đi anh, sao lắm. Tắt rồi, tắt rồi. Qua kia nữa cô. Giờ mình gieo mình cho nó nở nhiều quá không có bơi xuồng được. Thì nó đẻ lục bệnh đẻ. Nó sẽ lên lục bệnh đẻ. Hàng ngày thì mình bơi xuồng mình thu nó thôi. Dạ. Giờ nãy nổi lên kìa. Phè nó thả đang thả thiền. Tối nó mới nổi nhiều. Cái trứng ngày nào mình cũng thu à? Dạ đúng rồi. Thì hiện tại giờ là còn khoảng nửa ký, ngày là hai chỗ khoảng nửa ký. Lúc trước khoảng qua tầm tháng 2 á, tháng 2 với tháng 9 âm lịch là ngày chắc khoảng 2 ký, trên 2 ký. 1 ký là nở, nếu ấp đạt thì khoảng 4.000 con trở lên. Không đạt thì chắc 1.000 con. Mét vuông đúng rồi. Còn dưới đây thì em không xác định được bao nhiêu cặp dưới đây. Tại đây lúc là em nuôi thương phẩm xong rồi em để cho nó sinh sản luôn chứ em không có thu hoạch. Đây mét rưỡi đó. Ngoài kia cạn hơn. Cạn nó tầm 1 mét trở lại. Ở đây cho em chim nước hoài để cho nó đẻ lên nước này. Mình muốn cho đẻ nó phải chim nước. Nước ít nó đẻ kém hả? Nó có nước mới à, nước mới nó mới đẻ. Nước mới đẻ mạnh hả? Đơn giản thôi, gì đâu. Mỗi này nếu mà anh nuôi nhiều thì anh giống anh mua có 1 lần, anh đã mua 2 lần, lần 2 đâu. Anh tự anh tạo lại, anh nuôi tiếp. Thì em hỗ trợ qua, hỗ trợ lại, có gì chừng nữa thương phẩm thì ông thu lại. Dạ. Đơn giản lắm, trời, thương phẩm mà lo gì. Bây giờ để nhà hàng lo chứ mình không cần lo, mình có ốc cho nó được rồi. Cái ốc này mình nuôi mình tự tạo được, mình mua, mình lấy giống xong mình tự tạo ra được. Nên mình xây vòng hoài mình không sợ cái con giống. Cái khu ốc trứng gần đây để ngoài kia khu ốc trứng thì em có quay clip chứ em không có cho tham quan được đâu. Nó có anh có quay clip chia sẻ lại trên mạng thôi chứ không có tham quan. Cái đầu ẩm thôi, mình phun nước đó, phun nó 6 tiếng một lần, 6 tiếng mình phun một lần, dưới ánh sáng, không cho ánh sáng vô. Em ấp thì không cho, không có ánh sáng luôn. Thấy một số clip chia sẻ là làm theo từng trong shop là như vậy, nó hiệu quả cao không ta? Cũng được, nhưng mà ít thôi, nhiều quá thì không ấy được. Nhiều quá thì anh không có để phòng shop hết. Thì anh như hiện tại em á, thì em làm một cái phòng ở dưới thì để nước vô, rồi để mình sẽ mua những cái kệ chén á, kệ mình ngủ á, mình xếp từng lên, rồi xong mình em thì có em có hệ thống phun sương, em phun tự động luôn. Rồi cái hàng ngày thì nó rớt xuống rồi mình cứ lấy vợt mình vớt thôi, mình thu thôi. Nó ăn hết rồi đó anh. Thả anh chiều anh thả sáng thịt bắt hết. Nó sẽ ưu tiên ăn bèo cám trước rồi nó mới qua được cái bèo này. Dạ, chứ ở đây nó có bông súng, mình cái bông súng bông nó héo rồi nó ăn à. Bông với cái lá nó cái buồn súng anh dở lên ốc nhiều dữ lắm.
nó đặc biệt bu vô mấy bụi súng á. Đây có tép nữa, tép thả tự nhiên. Bên kia là thả được bao lâu rồi? Bên kia em cũng thả 19 thôi. Tới 29 em thả tiếp. Bên đó thì thả chắc khoảng 150 ngàn, 150 ngàn con. Là em tính là mà giờ 150 ngàn thì cách tháng là thả một lần. Cái kỹ thuật ấp chén mà tầng tầng như tầng thấp với tầng cao nhất là cái nào tỷ lệ nở hay ok hơn ta? Nó bình thường nữa anh, chủ yếu là cái độ phun xương của mình thôi. Phun xương làm như là phun xương mua phun nước rồi ha. Dạ, mình phun nước với không có ánh sáng được rồi. Ánh sáng gọi vô. Dạ. Nhiều lắm. Đây em đang đặt, em dời qua bên cái ruộng. Em gãi thức ăn, nó mua nó đu, nó đeo thức ăn dữ lắm. Thả cá không? Em đang thả, đang đi hướng người ta thu cá vớt, cá rô đồng vậy thả. Cái rô đồng thì... không ăn, không ăn. Trả nó cho ăn luôn. Chơi để tép. Nhưng mà sẽ cái ruộng người kia, cái ruộng đó là ruộng lớn quá mình. Chắc em thả cá rô, còn đây là tép thôi. Gào, em mua gào. Chứ không uống đâu. Ốc lớn mà, cái rô nhỏ mà anh. Cái miệng nó làm gì nước đựng cá. Dạ. Tại con ốc em xuống là còn ngót út hết rồi. Em xuống giống là ngốc mà ngót út hết rồi. Thì cá rô dễ mà nuốt được ốc. Em thả cá trắng à, thả cá trắng. Bây giờ bữa nuôi thêm ruồi cho nó ăn. Tại ở bên này nó nuôi cá bột mà thế nào nó cũng cá chết. À, đúng rồi. Ở đây nó cũng mới múc, nó mới thả này. Mình bên kia cũng có ao đó, bên kia ao đang lùng hơn. Đây nó mới mướn rồi đấy nè. Kìa, thằng đó đấy. Đó, nó nuôi nuôi lâu lắm rồi đó. Này là 10 cọc. Nó đẻ lục bệnh á. Đẻ bè lục bệnh không rõ đẻ gì, trứng nó sạch, nếu mà nó có lên sình nó đẻ nó sình nó dính vô, vô sình vô đó. À, dễ gì sót. Sót thì ngày sau anh thu hoạch thôi, gì đâu. Nó nằm lục bệnh nó mát mà. Lúc trước em có trồng môn, không có thả lục bình, nhưng mà môn nó lên bờ nó đẻ. Lên bờ nó đẻ thì giờ trứng quá, với lục bình nó lọc nước nữa. Đây lục bình nó lọc nước nhiều hơn. Cái ba bèo này phải vớt hàng ngày, phải vớt bớt nó nở. Trứng dơ thì sình nó đóng như sình, mà khi mình phun xương nó ướt, nó làm thúi trứng. Mấy nó ngoài làm thuốc rồi. Qua Tết là đại. Không, bây giờ anh nuôi đây đó cũng có đẻ rồi. Qua Tết là đẻ, bắt đầu đẻ rồi. Nó mà chịu đẻ cái là lo nó mà thu, ngày thu 2 kg. Ổ trứng nó nếu mà con bự hoặc cùm tay hoặc cả trăm con á, nó bự thì nó trứng bự, mà con nhỏ thì trứng nhỏ.
này giờ dưỡng ốc con với ốc bố mẹ, còn ốc thương phẩm thì nuôi ngoài này cho ăn lá sen. Cái bố mẹ là ở nào? Ngoài kia kìa, ngoài kia nó mới có mấy đẻ đẻ. Con cá mới lớn rồi, nở bao lâu rồi anh? Con này chắc được 10 ngày đó. 10 ngày mới lớn ha. À. Cái này chắc nó chưa ăn bèo nữa ha? Ăn rồi đó. Nó mới nở là 3 ngày sau là nó bắt đầu ăn rồi, nó bắt đầu ăn bèo rồi. Ăn bèo nó sẽ nhanh lớn. Trong đây có ốc sốt lớn nè. Này cám. Có bò sinh cám nè. Cỡ bao lớn mình mới thả nuôi thương phẩm? Ba tuần đến 5 tuần. Năm tuần mình xuất con giống đi. Trung bình là tháng ha. Đúng rồi. Thì con giống làm ra là tháng rưỡi đó. Tại đúng rồi. Trứng nó nở thì 15 ngày nó nở. Bên lớn là phân biệt được cái được không? Không, như con này. Con này thua. Ở đó nhỏ sao mọi người được anh? Con trắng trắng đó, con nha, hơi vàng vàng là con cái phải không? Dạ không phải, là không phải. Con đen lớn không? Lớn rồi mới thấy được. Không, mới nhìn ở đây là con cái là nó nở cái xương chậu nở hơn. Ủa này. Tăng cường cám thêm nữa. Dạ em cám thêm cho nó bổ sung cái thức ăn tinh cho nó. Cái này là con ốc con à. Con dưa ốc con đó. Với mẹ mình đó. Đẻ trứng đó, anh thấy trứng không? Nó ốc đây trên 6 tháng rồi, thì ốc bự nó mới đẻ trứng bự. Con này mới nở rồi mình cho nó ăn gì? Dạ mới nở thì em cho ăn bầu cám thôi. Dạ cứ để bầu cám thôi. Ốc bầu vàng thì nó màu đỏ, nó nhuyễn hơn. Bắt lên chứ không sao hết. Đây ruộng người ta cũng diệt ốc hết rồi. Có gì hết. Đây sẽ thua rồi đó. Chết rồi. Thì lúc trước có gạo mà sau này bỏ luôn rồi, không gạo nữa. Cá dưới này thì cá tự nhiên cá. Cá này cá trắng. Miếng cá mè đen ngoài quốc à? Cá tự nhiên, cá trắng thì cứ khoảng 6 tháng mình mới tán lại sâu rồi. Cá là cạn, cá này xuống đây à? Nhưng mà cái đầu lúng nó dữ lắm. Đây này lúng nhiều. Dạ. Nuôi ốc thì không cần nước sâu. Bự bên đó. Ban ngày thì khó mà thấy được nó lắm. Yeah. Cái này do em mới thu, em tiễn ốc bự lại để lại. Em mới thu em thả lại. Giật đó. Giật ra giật lên ha. Gào rồi cái người ta làm lúa người ta cạn, tại mới suốt vô người ta cạn quá nên dở luôn. Để thiên lịch nó hao nhiều không? Không sao không sao. Ốc mà cái mai nó bằng với cái đại bầu mà là ốc cái nè. Còn đực thì cái đít nó nhọn hơn. Con này là chắc chắn là cái này nhìn là biết này. Dạ, đúng rồi, với cái bầu. Nè. Dạ. Cái bầu này nó bầu trứng nè. Nó có cái nhìn nó có cái bầu ra. Đấy, thấy không? Thấy cái bầu bự không? À. Cái này là con đực nè. Dạ, đúng rồi. Con đực đít nhọn hơn. Đít nhọn hơn với nó có cái bầu trứng, cái con cá nó có bầu bự ra. Cái mà em thường nhìn cái đít nó thì nó có mấy đặc điểm, 4-5 đặc điểm đó. Em nhìn đít nha. Em thích quen rồi. Em thích nhìn đít thôi. cái diện tích ao sen này là cái này là hơn 2.000 á. Thả số lượng như con giống. Cái này em thả một lần là 40.000. Mới thả một lần rồi, giờ bữa thả tiếp. Thì cách khoảng 2 tuần đến 2 tuần em thả một lần. Khoảng 10 kg đó. Anh xin hai được này nha. Dạ. Xin hai được này vậy nha. Ok, anh cứ đem về đi. Không lấy cá ở đây được hả? Không.
Xe này vô trong kia được mà, lấy lắc vô trong kia luôn. Đi được. Được không? Được, được. Có xe xe 7 chỗ cũng giống gì vô mà, có chiếc bán tải rồi vô được hết. Đây đúng. Đúng rồi. Mình xuống giống là mình xuống cái đó cám mình, cám thức ăn cho ếch rồi gãi cho nó ăn thêm đó chứ. Ốc bự thì cho ăn thức ăn bự. Ở đây nó đẻ, nó đẻ thường sáng, sáng đẻ nhiều lắm. Mùa này ít đẻ rồi. Ở ngoài anh thả rồi. Thả rồi, thả lại lưới mới rồi đó. Nhưng mà nó nằm dưới sen thì khó mà thấy nó được đó. Ban đêm cũng lên nhưng mà cũng không thấy được tại vì nó nằm dưới sen không à. Không, ở đây thì em cho ăn lá sen. Lá sen thì nó chậm lớn hơn nhưng mà cái lá sen héo là nó đeo nó ăn hết rồi. Cái này em phải diệt sen em mới thu hoạch được. Thì mình thu sen luôn á. Không à. Nó không bò đi đâu, nước ổn định chứ có thức ăn là nó không bao giờ bò đi. Nó chỉ nước thúi như không có thức ăn nó mới bắt đầu bò đi. Trong cái kèo đó cũng cái gì nó cũng chịu lúc nha. Dạ. Ốc mà bà anh lấy về mà anh để trong thao nó bò đi là do nó không có thức ăn như chặt hẹp quá nó bò đi. Là tính từ lúc trứng nở là 3 tháng đó. Tính từ lúc trứng nở, còn nếu mà 5 tuần thì anh thường dưỡng 1 tháng thì anh nuôi khoảng 2 tháng mấy là sẽ có con lớn. Thì nó không có lớn đều, mình tiễn thôi. Nuôi ốc là mình tiễn. 30 con ký. Đẻ hả? Dạ, đẻ. Nó thì ngày nào cũng thu thôi. Cỡ gà thu khoảng ngày nửa ký à. Vậy là không giống mấy ốc kia, nó đẻ quanh năm luôn nha. Nó đẻ quanh năm à. Nó ngoài Bắc nó nuôi tới tháng này là nó lạnh, nó không đẻ. Nó lạnh là nó bắt đầu ngủ đông rồi. Còn miền Nam thì mình nuôi được quanh năm. Thì nó là chỉ cần bóng râm và cao là nó lên đẻ hình. Cứ đẻ với nó là nó lên, nó lực bệnh đẻ. Không cần phức tạp gì. Còn nếu mà ao thì lát em dẫn vô ao bên kia thì nó leo được bệnh đẻ. Mình thu nó thôi. Trứng này 2 tiếng sau là mình thu rồi. Dạ. Dạ. Mới thả bữa 19 anh. Em thả hai trong này với ở đây với bên kia nữa. Này mình thả bữa 19. Chín là mấy ngày hả? Thì lúc hổm thả cái này nè. Hổm thả cũng cái này nè. Để lên đây. 19 tháng rồi nha, này. Tháng này chứ. Nó ăn nước tại chỗ nó mau lớn nha. Dạ, với sen là nó che ánh nắng, nó ốc mà nó không có nắng vô nó bị đóng gồng. Nó không có nắng là nó không đóng gồng. Bóng. Bóng sáng. Nó nắng là nó bị gồng nó bóng như là cái mai cái mình nó hoạt động á. Dạ. Thì đây sen á là lá nó che nắng rất là nhiều. Trứng mình thu về là thu về cái một cái chậu ấp riêng. Dạ. Ở đây 2 ngày là em đi chạy vòng thu về mình, ra ngoài em ở ngoài Mỹ Thọ ngoài ấp riêng ngoài. Còn đây là chỉ dưỡng lại thả ở đây thôi. Rồi mình thả đây luôn, đúng đây luôn. Môi trường này thả xuống là chắc không chết con nào. Con ốc cái khả năng hao nó ít. Cái này ốc lớn này em thả 10 cặp trên 1 mét vuông. Ốc của mẹ. Thả 10 cặp mét vuông. Nãy giờ thấy là không đu có lá sen, đu nó ít không. Tỷ lệ bố đực cái là 1:1 anh. 1:1, tỷ lệ 50 1:1 đó, một con đực con cái đó.
sen này thì cứ này không không sợ đạo tặc nữa, đạo tặc nó cũng khó xuống đây lắm. Lội đây chịu không nổi. Dạ. Chứ nó nằm dưới lá sen à, chứ nó nằm lá sen. Nó thích nằm lá sen. Không không sợ ốc đắng mà. Đắng trong đây có quá vàng nhóc, em diệt trứng hoài gì. Cái bà nó vẫn sống bình thường à. Không hết được, không hết được khoảng 80% mà. Dễ gì mà diệt được 100% đó. Ốc đắng vậy, bữa em thả ốc đắng đó mà. Ốc đắng bán cũng được mà. Ốc đắng này, ốc đắng tự nhiên em đang gom thả trong ruộng trong kia nữa. Bán thịt. Mình lễ cho mình bán. Mình lấy thịt ra anh, mình lấy thịt ra bỏ được 45.000 á. Để thịt bỏ nhà hàng được 45.000 á. Không sao, không sao, cái gì là được, cũng không cần phải nắng, chịu sợ. Ủa, sao thả nắng nhắc mà gì? Cái đáy à? Cái đáy nó gì đó hả? Cái này đang nuôi bèo, chưa có ốc con. Mang mất ở chỗ này ăn, để ngoài là cá nó lưỡng hết. Mít này cái hộp nó ăn được không? Không anh, nó chỉ ăn sơ, nó ăn vỏ, nó ăn sát cho luôn á. Cái mít mà anh cắt là nó đeo dưới giữa, đặt nhạt hết. Nó ham mít nhưng mà cho ăn mít nhiều quá là nó bị sưng dồi, nó không tiêu cũng sưng dồi. Sưng dồi là lật ngửa. Sưng dồi đó ăn được hay chết luôn à, thì nó ăn, nó ham ăn dữ lắm. Ăn quá là không được. Bởi con ốc mà nuôi con cá cho lên là mình bớt cho ăn lại. Nó ăn nhiều quá. Cho mấy chỗ cho ăn trái cây là nó lủi đầu, nó ăn xong chết luôn. Nó bủ ăn hoài luôn mà. Đâu phải vớt rồi đây. Em ít cho ăn mít lắm. Đây chủ yếu cho ăn lá cây này nọ. Mít thì mau lớn hơn nhưng mà khả năng hào cao lắm. Tôi đủ cho ăn lá thôi. Trái cũng được nhưng mà không nên cho ăn nhiều. Nó tùy giai đoạn thôi. Cái giai đoạn mà từ ngón cái cho lên là giai đoạn cho ăn nhiều là sẽ bắt đầu hao. Ăn được nó không tiêu. Bởi mình phải bổ sung thêm cái kháng sinh hỗ trợ tiêu hóa nữa. Tạt nước hay là... Dạ, em pha nước em xịt lên thức ăn cho nó ăn luôn. Thôi đi vô kia đi.